Xin chào tất cả mọi người, và trong chương trình Món ngon Việt Nam hôm nay, Dũng xin giới thiệu một món ăn cho ngày Tết, đó là món canh bóng nấu thả. Để thực hiện món này thì đầu tiên Phúc đang có đây là một miếng bóng lợn, và cái phần miếng bóng này mình mua về xong sau đó mình sẽ ngâm mềm đi. Trong này nó sẽ có những cái hạt cát, mình ngâm mình sẽ dùng tay mình búng nó như vậy làm sao để cho nó ra hết cái phần hạt cát này. Phúc đang có đây là 200g giò sống. Phần giò sống này khi họ bán cho mình thì họ đã nêm nếm trong này rồi, chính vì thế chúng ta không cần phải nêm nếm nữa, mà chúng ta chỉ cho thêm vào đây một củ hành tím. Mình sẽ thái mỏng, sau đó mình sẽ băm nhuyễn nó ra, rồi mình sẽ cho hết vào đây. Chúng sẽ cho vào đây là 1/2 thìa cà phê tiêu. Bây giờ mình sẽ dùng thêm, sẽ trộn đều nó lên. Thì miếng bóng bì này cũng sẽ cắt làm đôi nha, sau đó chét cái phần giò sống lên trên. Sau khi chét đều xong rồi Phúc sẽ cuộn nó lại. Bây giờ mình sẽ dùng chỉ, mình sẽ buộc lại là mang đi hấp chín. Phúc đang có đây là 2 lít nước hầm xương. Phần giò sống này nó còn thì mình sẽ dứt từng cục, mình sẽ cho vào trong cái nồi nước hầm xương này. Rồi bây giờ kế đến Phúc đang có đây là 30g nấm hương. Cái phần nấm hương này mình nấu nước dùng nó sẽ thơm, và phần nấm thì mình ăn nó hút cái phần nước ngọt của xương vào ăn rất là ngon. Đây, phần cà rốt này Phúc đang có đây là 1 củ. Mình gọt vỏ sạch xong rồi mình sẽ dùng cái sấn này nè, mình sấn cái miếng nhỏ vừa ăn như vậy. Phúc cũng đang có đây là 1 củ su su, cũng dùng cái dao sắn này mình sẽ sắn nó. Phần dầu hào thần tài Liêu Vinh Kỳ này Phúc sẽ nêm vào là 1 thìa ăn cơm. Đối với những cái món mà mình nấu mà nó có nước súp á, thì mình nêm cái phần dầu hào này thì cái vị ngọt của nó kết hợp với cái vị ngọt của xương, nó ra một cái vị ngọt thanh ăn rất là dễ chịu và rất là ngon. Kế đến đây là Phúc sẽ nêm vào đây là 1 thìa cà phê muối này cũng đang sử dụng là muối hồng, mà ở nhà chúng ta không có muối hồng, ta nêm muối trắng cũng vẫn được. Cho đây là 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa ăn cơm nước mắm. Trong thời gian đó thì cái phần bóng bì mình cuộn với lại giò sống nó cũng đã chín rồi, bây giờ sẽ vớt ra. Cái phần bóng này nó nguội rồi đó, sẽ tháo chỉ ra. Khi tháo rồi thì mình sẽ cắt nó ra thành cái miếng vừa ăn như vậy. Còn bây giờ canh trong nồi cũng đã chín rồi, bây giờ Phúc sẽ múc ra tô. Bên trên mình sẽ để những cái miếng bì cuộn với lại giò sống lên trên. Bây giờ Phúc sẽ cắt hành ngò mình cho lên trên luôn nha. Và sau cùng mình sẽ rắc một ít tiêu lên. Như vậy là món canh bóng nấu thả đã hoàn thành. Như mọi người cũng thấy thì món ăn này nấu rất dễ dàng, tuy nhiên chúng ta phải lựa được cái phần giò sống ngon. Thì khi nấu thì cái phần giò sống ăn nó giòn, nó vừa đủ dai. Chúc bạn ngon miệng với món này.